Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của tuổi bóng đá. Thực sự đây là một tin kinh dị mà chúng ta có lẽ rằng không muốn nghe một chút nào cả. Đó là đội tuyển U23 Việt Nam lại bị ngộ độc thực phẩm trước trận đấu gặp đội tuyển U23 Thái Lan. Cụ thể hiện nay thì nhiều cầu thủ trong đội hình đá chính của đội tuyển U23 Việt Nam đang bị đau bụng trước giờ bóng lăn, khiến cho huấn luyện viên Gong Kyung gặp rất nhiều khó khăn trong trận ra quân của bảng C U23 châu Á 2022 vào buổi tối ngày hôm nay. Cụ thể là sau khi mà dùng bữa sáng ngày hôm nay thì những cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đã gặp sự cố này. Nhiều cầu thủ đã bị đau bụng một cách dữ dội và khó có khả năng thi đấu trước đội tuyển U23 Thái Lan vào lúc 22 giờ tối ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6 theo giờ Việt Nam được. Trong số những cầu thủ bị bệnh thì hiện nay trung vệ Nguyễn Thanh Bình và tiền vệ Lý Câu Hoàng Anh đang có một triệu chứng nặng nhất và nhiều khả năng là hai cầu thủ trụ cột này sẽ không thể ra sân khi mà chưa thể kịp bình phục chấn thương được. Và nếu có kịp trở lại, tôi nghĩ rằng với việc là bị đau bụng đi ngoài như thế này thì sức đâu mà đá. Và ngoài ra thì một số những cầu thủ tiêu chảy khác hiện nay thì cũng đang có cái dấu hiệu là rất là mệt mỏi. Và nguyên nhân của sự cố này thì vẫn chưa được làm rõ. Và trước mắt thì thầy trò huấn luyện viên Gong Kyung phải tập thích ứng với những gì còn lại có trong tay của mình. Và quả thực đây là một điều mà khiến cho đội hình ra sân của đội tuyển U23 Việt Nam có quá nhiều những sự xáo trộn. Thật sự là không ngờ tới. Người đá cặp với đội trưởng Bùi Hoài Việt Anh có thể sẽ là trung vệ Đoàn Anh Việt. Trong khi đó thì chỗ của Lý Câu Anh có thể thay bằng Trần Văn Công. Và chắc chắn đây sẽ là hai sự mất mát rất lớn trong bối cảnh đối thủ của đội tuyển U23 Thái Lan hiện nay. Họ đang có được một lực lượng mạnh nhất so với SEA Games 31 vừa qua. Và như được biết thì họ đã vừa gọi tới 9 cầu thủ chơi bóng tại nước ngoài để trở về. Và Malampang đang đặt mục tiêu rất cao trong cuộc tái đấu với đội tuyển U23 Việt Nam. Và bà coi đây là trận chung kết của bảng C và rất muốn đòi lại món nợ thua 0-1 ở chung kết của SEA Games 31 vừa qua. Và đây thực sự là một thông tin mà chúng tôi cũng không thể ngờ tới nổi. Bởi hiện nay thì khi mà chúng ta sang tập huấn tại UAE thì chúng ta có một đội ngũ nấu ăn sang tận nơi là người Việt Nam mang đến rất nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng cũng như an toàn dành cho những cầu thủ. Thế nhưng sang UAE thì theo thông tin chúng tôi nhận được là không có những đầu bếp của Việt Nam. Mà đây chúng ta sẽ ăn theo khẩu phần của ban tổ chức. Và tôi cũng không hiểu với một đội tuyển đất nước ban tổ chức như là Uzbekistan thì tôi không nghĩ rằng họ lại đến mức độ mà lại có thể chỉnh mảng trong cái không ăn uống của những cầu thủ đến như thế này. Bởi chúng ta đều thấy rằng đây là những giải đấu cực kỳ quan trọng và cái khâu đầu vào đương nhiên là sẽ phải được đảm bảo một cách tốt nhất. Và có một số những nghi vấn cho rằng không biết là liệu rằng bên phía Thái Lan và triều đoàn Manapang có dính líu gì đến cái vụ này hay không. Thì câu chuyện đó thì chắc chắn chúng ta cũng chưa thể dám khẳng định và đổ tội ngay cho họ được. Đó chỉ là một phần rất nhỏ về cái nguyên nhân thôi. Nhưng mà rõ ràng là đây sẽ là một cái lý do mà chúng ta cũng cần phải đặt ra. Bởi trước đây trong tất cả những trận đấu của đội tuyển Việt Nam, đội U23 Việt Nam chúng ta thi đấu rất nhiều rồi. Ở rất nhiều những giải đấu khác nhau. Mặc dù có thể là đồ ăn thức uống nó không ngon, nó không phù hợp. Nhưng để một tình trạng mà chúng ta để đi ngoài và thậm chí cầu thủ hiện nay không thể ra sân mà đá nổi thì chắc chắn đây là một vấn đề lớn, không hề đơn giản một chút nào cả. Vừa qua thì bóng đá Thái Lan họ đang gặp nhiều vấn đề, họ thua liên tiếp trước đội tuyển U23 Việt Nam. Và phải chăng đây là một trong những lý do mà chúng ta có thể là nghĩ tới khi mà có một điều gì đó mờ ám đằng sau. Đây thực sự là một thông tin không thể tin nổi. Còn với Thái Lan hiện nay họ cũng đến Uzbekistan, họ cũng ăn uống ở đây. Thế nhưng mà tôi chưa nhận được bất cứ một thông tin gì liên quan đến việc là đội tuyển U23 nước này có gặp cái vấn đề gì về thực phẩm, về ăn uống cả. Không có những thông tin là cầu thủ bị đi ngoài hay đau bụng gì cả. Vì vậy mà bỗng nhiên trước cái giờ bóng lăn với đội tuyển U23 Thái Lan mà chúng ta lại gặp một cái vấn đề lớn như thế này. Trong khi đó thì chúng ta cũng sang đây vài ngày rồi mà chúng ta cũng chưa gặp vấn đề gì cả. Thế nhưng sát cái giờ thi đấu hiện nay còn có vài tiếng, 2-3 tiếng, hơn tiếng nữa thôi mà những cầu thủ chúng ta lại không thể đá được như thế này thì đúng thực sự là quá khó dành cho đội tuyển của chúng ta rồi. Không phải là chúng ta để đổ lỗi cho cái chuyện này đâu, thế nhưng chúng ta hãy hiểu là hai cầu thủ quan trọng nhất ở hàng thủ thì đã không thể có mặt rồi. Một cầu thủ hàng thủ rồi một cầu thủ ở vị trí tiền vệ. Trong khi đó thì chúng ta đều thấy rằng là một số cầu thủ còn lại cũng bị đau bụng. Và nếu mà ai đã dính những quả mà như thế này bị ngộ độc thực phẩm, dính thuốc sâu hay cái gì đó, chúng ta đều tương tự như vậy thôi. Thì chúng ta lấy đâu sức mà đá được, bị đi ngoài mà sức đâu ra mà đá. Vì vậy mà đây thực sự là một tổn thất, tôi nghĩ rằng quá khủng khiếp cho đội tuyển U23 Việt Nam. Một điều đúng từ trên trời rơi xuống vậy. Và ví dụ mà chúng ta có bị vài hoa hôm trước thì tôi nghĩ rằng còn có thể là có cái cơ hội để mà chúng ta lấy lại được thể lực. Thế nhưng mà hiện nay thì ngay sát giờ đấu, ngay buổi sáng ngày hôm nay thôi và đã bắt đầu sang buổi trưa thì những cầu thủ đã có những dấu hiệu rồi. Và đến giờ này thì một số những cầu thủ cũng không thể trở lại được.
một số thì vẫn bị đau bụng, thể lực xuống. Thực sự đây là vấn đề lớn. Hiện nay quả thực còn hơn tiếng nữa thôi thì tôi nghĩ rằng thực sự khó rồi, khó cho huấn luyện viên Gaukiu. Thứ nhất là chúng ta đã không có thời gian chuẩn bị nhiều, những lắp ráp đội hình chưa có. Thứ hai rồi bây giờ lại gặp những vấn đề mất mát lực lượng như thế này thì không biết là lấy gì mà đá với đội tuyển U23 Thái Lan bây giờ. Thế nhưng hy vọng rằng trong những khó khăn như thế này thì chúng ta bóng đá Việt Nam cũng đã trải qua rất nhiều rồi. Và đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua thì cũng đã có những khó khăn về mặt nhân sự vì bệnh Covid-19. Và chúng ta đều thấy rằng Thái Lan khi đó họ cũng không bị nhá, mà rất nhiều đội bóng khác cũng bị, thì Thái Lan họ mãi tận gần cuối cùng mới bị có vài cầu thủ thôi. Một điều cũng khá trùng hợp. Nhưng mà chúng ta vẫn vượt qua được họ thì tôi hy vọng rằng là với đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta, của Rin Gong Kyung ở giải đấu U23 châu Á lần này thì hy vọng rằng sẽ vượt qua được khó khăn. Và nếu mà chúng ta vượt qua được khó khăn và chúng ta ít nhất là có được một điểm trước đội tuyển U23 Thái Lan trong trận đấu vào tối ngày hôm nay thì tôi cho rằng đó cũng là một kỳ tích rồi, thực sự là một kỳ tích. Và tôi nghĩ rằng là bóng đá Thái Lan nếu không thể vượt qua được chúng ta trong trận đấu ngày hôm nay thì họ chỉ có biết là đâm đầu vào gối mà tự tử thôi. Thực sự là như vậy. Và thực sự đây là thông tin buồn. Tôi nghĩ rằng quý vị và bạn cũng đang cực sốc giống như tôi vậy. Và vừa qua thì chúng tôi cũng đang xem trận đấu giữa đội tuyển U23 Hàn Quốc và đội tuyển U23 Malaysia. Thực sự đây là một trận đấu mà U23 Hàn Quốc họ cho thấy được một cái nền tảng thì được cực kỳ tuyệt vời, một kỹ thuật tuyệt vời. Họ áp đảo U23 Malaysia gần như hoàn toàn. Những pha đẳng cấp về chạy chỗ, di chuyển rồi chuyền bóng, họ phải thực sự là giống như họ đang đá với đội thiếu nhi vậy. Thực sự là như vậy. Những pha chọc khe ngọt như nước mía vậy, rồi là những pha đá như đi dạo chơi, rồi những quả cú chạm bóng tinh tế, một chạm rồi là giữ bóng một, thực sự quá đẳng cấp và đá đúng như đùa luôn. Và đây là trận đấu mà tôi nghĩ rằng là Malaysia cũng sẽ khó có cửa, bởi gần như là Malaysia không thể lên bóng được. Hàn Quốc đá đúng như dạo chơi vậy nhưng họ vẫn có được một chiến thắng. Thời điểm này chúng tôi đã bản tin hết hiệp 1 rồi. Đội tuyển U23 Hàn Quốc thì đang tạm thời dẫn trước. Và với thế trận như thế này thì thực sự là tôi nghĩ không có một cái cơ hội gì dành cho đội tuyển U23 Malaysia cả. Và đây thực sự quả thực là bộ đội bóng hàng đầu tại châu Á hiện nay. Và việc mà đội tuyển U23 Hàn Quốc họ có được cái vị trí nhất bảng sau khi mà vòng bảng kết thúc thì cũng là điều không quá bất ngờ thôi. Còn với đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu được coi là một trận chung kết, bởi một chiến thắng dành cho một đội bóng nào đó trong trận đấu này thì họ sẽ có cơ hội rất lớn để có thể tiến tới vòng tròn. Trong khi đó thì đội tuyển U23 Việt Nam lại gặp một vấn đề lớn như thế này. Chúng ta cố gắng thôi, nếu mà gặp khó khăn như này tôi nghĩ rằng một trận hòa trước Thái Lan thì cũng đã là điều tốt rồi. Chúng ta có lẽ cũng không quá mơ mộng tới một chiến thắng nữa. Thế nhưng như đã nói thì chúng ta vẫn đủ cái sự tự tin, sự bản lĩnh của những cầu thủ Việt Nam. Đôi khi thì những khó khăn như thế này sẽ khiến chúng ta lại trải qua được. Và điều đó sẽ khiến cho tinh thần chúng ta sẽ thi đấu tốt hơn ở trong những trận đấu tiếp theo. Còn quý vị và bạn nhận xét như thế nào về thông tin này? Liệu rằng đó có phải là một cái gì đó liên quan đến âm mưu của người Thái Lan hay không? Hãy để lại một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tùng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tiểu Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tiểu Bóng Đá.